Tại vì có mình xong giờ nào mình cũng giờ đó hả chị? Chào cả nhà, ngày hôm nay là mùng 8 nha. Hôm nay là bắt đầu khai trương lại shop rồi. Hôm nay ông xã Trâm đi cúng khai trương công ty của ông xã rồi, Trâm thì cúng coi công ty của Trâm. Cho nên là không ai gặp ai cho nó sáng ra phần hai người đó làm. Hôm nay được vui cả là hôm nay có hai chị chồng tới nha. Hai chị chồng từ tận Gia Le vô luôn. Gì á, gì chán á. Khai trương nha, tươi vui nha, nha, rực rỡ nha. Chị ở chỗ cái mình đi về qua đây luôn á chị. À đúng rồi, cái cô là chị 82 ở trong. Dạ. Chị thấy cũng được đó đó. Cái đó bữa em cũng uống á. Dạ. Dạ phía sau chị ơi. Người mạng hổ ở quê lộn mạng hổ mạng hỏa quên trong là thổ cho nên là còn tìm mạng hỏa cho nên là chị Hạnh xuống phong chị mạng hỏa đây ngày hôm nay chị qua chị trang web shop em luôn hả mấy chị chồng với Tâm nè. Ủa chị sao bình thường là lộng lẫy lắm mà sao bữa nay còn đơn giản quá vậy? Thay đồ lộng lẫy lên chứ trời ơi. Trời ơi, nói thôi chứ đơn giản thì giống như khách đi mua hàng mà đúng không chị? Được cái là bà chị của Trâm á là bà rất là vui mà rất là hoạt bát nữa. Chị mở hàng là coi như là xuất sắc luôn. Cửa hàng thì hôm nay là Trâm mới bắt đầu khai trương nha. Còn online thì Trâm đã bắt đầu bán rồi nha cả nhà. Mà giờ này nhân viên nó cũng chưa lên đủ nữa. Mới có ba bà hà. Rồi chút rồi ra thắp nhang nha. Ủa ra thắp nhang đi rồi, ra thắp nhang rồi. Sao? À, cảm ơn cả nhà nha, bữa khai trương rồi. Bữa nay là chị cúng đầu năm, cúng khai trương đầu năm mới sớm thôi cả nhà ơi. Dạ, cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha. Về dịu quê chứ mấy chị là... Dạ, cảm ơn cả nhà, mọi người nhớ ghé 170 thành công nha cả nhà ơi. Hôm nay là hai chị chồng của mình là mở hàng luôn nha. Xin chúc luôn nha. À, chị chồng của tôi nè đẹp gái lắm trời ơi mà mấy bữa bận đồ làm lộn lắm xong nay bận đồ đơn giản chẳng biết lo à tại nó không bệnh lên đi lấy đồ đi chụp hình với em tắm đồ để đẹp đồ ủa đâu có bằng buổi hơn luôn kìa đâu ngoài sao không em có chị bận đẹp tí mà không sao đâu mà cần ủi đâu mà. Dạ, mình nhắn tin qua trang 120 giùm em nha, Nguyễn Thanh Tú ơi. Vô đi chị, vô đi chị, vô lựa đi chị, em cúng xong rồi. Ngay. Có thuốc lắm không? Dạ, chị cứ vô đi. Dạ, cứ vô chị, mang giày vô lại luôn đi, không sao đâu. Hello cả nhà, xin chào khán giả đang đến với kênh YouTube của Trâm Official. Hôm nay thì Trâm cúng khai trương shop để mà
à, ăn Tết xong rồi vô là mùng 8 là thường là sẽ cúng khai trương. Thì hôm nay là ông xã của Trâm cũng đi cúng ở bên công ty của ông xã, còn Trâm thì cúng công ty của Trâm. À, thì ngày hôm nay là cúng bắt đầu bán cái nhà bán hàng lại rồi. À, thì Trâm cũng làm một cái bàn cúng đơn giản đơn sơ thôi. À, sau đó là bắt đầu cúng khai trương thì sáng hôm qua nay là bán online rồi. Hôm nay là bán khai trương ở shop nha cả nhà. À, thì có nhiều chị là có nhiều quý khán giả trên YouTube nó không có biết cái trang bán hàng của Trâm. Thì bữa nay Trâm nói với mọi người luôn nè, cái trang bán hàng của Trâm là cái trang này nè. À, thường là Trâm sẽ bán hàng ở trên một cái trang đây, là cái trang này nè cả nhà. Đây, Hồ Bích Trâm Hao nha cả nhà, chỉ cần search Hồ Bích Trâm Hao là nó sẽ ra nha cả nhà. Trang bay á, Hồ Bích Trâm Hao, cả nhà chỉ cần search cái này thôi là nó đã ra rồi. Đó, thì Trâm bán hàng này thì cũng đã được 5 năm rồi. Đã được 5 năm rồi cả nhà. Thì đây là năm đầu tiên mà mình mở được một cái shop như thế này. Hôm bữa trước cũng có khai trương rồi, hoành tráng rồi. Hôm nay là khai trương cúng đầu năm rồi mình bắt đầu mình bán hàng trở lại á, chứ không phải là khai trương shop nữa. Thì bên trong là thường là có những cái sản phẩm thiên nhiên, nước hoa, những cái sản phẩm mà Trâm sản xuất, ví dụ như là kem chống nắng, kem body tẩy tế bào chết, rồi sữa rửa mặt, rồi xịt khoáng gạo, đó là những cái sản phẩm Trâm sản xuất. Thì sắp tới Trâm sẽ cho ra đời nhiều cái sản phẩm hơn nữa, hoàn toàn từ thiên nhiên. Thì nếu như chị khách nào có nhu cầu á, hoặc là như nào muốn mua online á, thì nhắn tin qua trang 1.2 cho em. Còn những chị nào mà muốn mua trực tiếp ở cửa hàng á, thì mình tới 170 Thành Công Tân Thành Tân Phú nha cả nhà. Đó, thì bây giờ Diệu sẽ đi quay xương xương những cái sản phẩm mà Trâm đang lấy nè. Đây. Đó, giờ cắt vô mua rồi đó. Rồi đây. Chị muốn gì chị lấy ra giảm cân hả? Dạ, giảm cân bưởi đúng không? Dạ rồi, em vô lấy cái túi màu xanh cho chị đi. Giảm cân bưởi cho mua 3 gói, 3 gói đang sale còn nhiêu em? 930. À, đang giảm còn 930, còn mua lẻ là 339.000. Dạ, em tặng cho chị 3 gói về tóc nha. Cái này là mỗi ngày chị uống 1 viên trước khi đi ngủ nha. Đó, còn giảm cân là mình ăn mỗi ngày 1 viên. Mình ăn lần nào kia chị? À, cái giảm cân bưởi này nó là của thiên nhiên luôn, cho nên ăn cũng an toàn, hiệu quả. Rồi, chị mua thêm gì nữa không? Nghĩa một vòng đi. Nghĩa một vòng đi. Đó, em bên em nhiều sản phẩm lắm. Nay chị tới chị ủng hộ nè, khai trương nè, mở hàng rồi, mở hàng mà sáng nay chị chồng đi mở hàng rồi. Qua đây chị em. Bây giờ là dầu gội hả? Cái một tóc lấy cặp dầu gội lên nè chị. Bây giờ chị mua là ngày hôm nay là tặng cho chị một món quà luôn. Ha, cái này là dầu gội em đang sale nè, cái dầu gội này chị muốn kích một tóc, với lại tóc của mình nó bị gì không? À, bị rụng nhiều hả? Nếu bây giờ chị lấy cặp màu vàng đi. Tại tóc của mình không có nhộn nhiều. Không nhờn, không bị gầu, không bị nắng gì đúng không? Rồi lấy cái cặp màu vàng đi, màu vàng đó là đang sale là còn có 520 này một cặp. Mà một cặp này chị xài phải là 4-5 tháng mới hết. Tại vì nó 1000 ml rồi. Chị nào đi vô. Ở nhà có sữa rửa mặt chưa? Hay là chị muốn sử dụng dầu gội này? Dầu gội này thì dầu gội thiên nhiên. Cái này của Việt Nam mình, cái này là của bên công ty em sản xuất luôn. Dạ, thì cái này thì bây giờ chị mua cái cặp này là 590.000, thì em sẽ tặng cho chị một cái chai kích mọc tóc nữa. Một cái chai xịt kích mọc tóc. Cái chai xịt kích mọc tóc đâu em? Dạ, đây này chị, bên đây này. Đó đó. Đó cái chai nhỏ nhất á. Đó, là về mình sẽ cái này là tinh dầu bưởi nè, mình xịt lên tóc để mình kích mọc tóc luôn. Là cái này là một gội một xả nè. Một gội một xả. Cái này nguyên trọng bộ này là 800 mấy lận. Mà chị mua hai này để em giảm còn 590 là tặng chị một cái chai này luôn. Đó, thì tùy mình nè. Cái này thì nó là thiên nhiên. Đúng rồi, nó đi trọn bộ của nó là 3 chai luôn thì nó sẽ tốt hơn. Trọn bộ này là 850 lần á. Nhưng mà chị mua là em giảm cho chị còn 590, tặng cho chị một cái chai đó luôn. Đó, nói chung là hôm nay khai trương nên là tặng quà. Tặng luôn đi, mua cặp này đi, tặng luôn chai này. Còn cái cặp này thì nó là của Ý. Thì tùy mình là cái nào nó cũng tốt hết trơn á. Cái đó thì nó thiên nhiên. Đúng rồi, hồi sáng giờ là bán mấy chục cặp rồi đó. Đúng rồi, lấy cặp này đi chị ơi. Chị để nguyên có trong đấy. Ừ rồi, lấy cái mới cho chị. Đó. Nhà có sữa rửa mặt chưa? Mai mốt ủng hộ em đi, xài sữa rửa mặt bên em đi. Bây giờ là em sẽ sản xuất mấy sản phẩm thiên nhiên không ạ? Ủa vậy hả? Chị ở lòng máy vậy? Dạ, em ở chung tận chị. Ủa vậy hả? Trời ơi. Em ở cái căn rất là
À, còn ồ, chuyển qua ca 7 rồi hả? Rồi ca 7 chuyển lên ca 7 là sẽ cao cấp hơn ca 5 nữa. Ca 7 là có hồ bơi. À, ca 5 thì bữa nay em bán luôn rồi, em bán cho mẹ em thì qua ở luôn rồi. Dạ. Em cũng đi qua đây bữa giờ rồi mà. Em Facebook chị, em thấy chị vô chắc là khai trương em mới ghé quá. Rồi, cảm ơn chị nhiều nha. Tội nó kêu cho ai đụng mà chị đụng mà nó không nói gì hết trơn. Cái gì vậy? Mới vừa nói không? Ủa gì kỳ vậy đâu? Ủa tại gì kỳ vậy? Hả? Nè, con theo cô về nhà luôn đi. Nó theo cô về nhà luôn. Em gặp nó hồi đó nó có chút xíu. Dạ đúng rồi, bữa nay nó bự vậy nè chị. Em nhà em cũng có nôi nữa. Nào. Rồi tặng cho chị thêm cái một tóc nha em. À lộn. À chị mua cặp này đúng không? Rồi thôi chị mua cái tới đó đi. Em tặng cho chị một chiếc kem chống nắng. Còn không á là bây giờ là chị tặng cho chị cái sữa rửa mặt. Chị muốn lấy sữa rửa mặt hay kem chống nắng? Cái nào cũng được, chị cho cái này em muốn lấy. Cái kem chống nắng này mình có chưa? Chưa. Vậy thôi xài kem chống nắng đi, xài cái này mỗi ngày ở nhà cũng xài được luôn nha, để bảo vệ da, dưỡng da luôn. Bên em không có cà thẻ, chưa có là cà thẻ. Ồ, chị có tiền mặt gì đó thì mặt em cũng được. À, bao nhiêu tiền vậy em? Chị bữa nay con bé nhân viên nó chưa có lên, chưa có in bill ra được cả nhà. Chứ bình thường là mua khắp tới, mua hàng là sẽ có người in bill này nọ đã kia luôn. Nhưng mà hôm nay em bé nhân viên nó chưa có lên. À, này bên trong có nhiều của sản phẩm thiên nhiên lắm, đậu đen xanh lòng nè, rồi nghệ hoa nghệ tây nè, còn dầu gội thiên nhiên nè. À, rất là nhiều sản phẩm mà chăm sắp tới chăm sẽ hướng tới những sản phẩm thiên nhiên à, cho nên là hy vọng là sẽ có nhiều khán giả ủng hộ hơn. Còn mọi người muốn mua hàng online á thì mọi người qua trang hộp.hao giùm em nha. Hôm nay là gặp lại đồng hương ở gì bà con hàng xóm, hồi xưa trong ở bên chung cư là chị khách này chị ở bên chung cư cùng tầng với Trâm luôn, cũng hay mua đồ luôn, rồi bữa nay trong giờ qua đây là chị qua chị ủng hộ á. Cảm ơn chị nhiều nha. Ai gọi cho đây chị. À, mập quá hả? Ai cũng lên ký mà. Đây. Đây là túi bên trong nè. À, bên trong là Trâm cũng sẽ in một cái túi như thế này, rất là dễ thương. Để khách tới mua hàng là sẽ bỏ vô túi này cho khách nha. Rồi, cảm ơn chị nha. Dạ, cảm ơn chị. Chị cũng nuôi chó nên thích chó đúng không? Dạ đúng rồi, em mua 3 con, em gửi vô quê hết 2 con, còn con. Em bây giờ còn 3 con này chị. Dễ hả? Bên bên ca 5 nó còn cao dễ hơn. Ca 5 còn dễ chứ ca 7 cũng dễ. Ừ. Chữ lộn in mình có người chữ. Dễ hả? Chó nó có tội tình gì đó. Cảm ơn. Dạ rồi, cảm ơn chị nhiều nha. À, bên trong được một cái là cái không gian này là để đậu xe cả nhà, cho nên là nó rộng rãi lắm, cắt vô là cứ chạy xe thẳng trực tiếp vô nhà luôn, là đây là nguyên cái chỗ đậu xe luôn nè. Đó. Rồi, hẹn gặp lại chị nha. Mà có cảm đi ngang qua đây thì còn gì thì cứ qua đây mua. Đúng rồi, ngay cái điểm ở đây mà. Ô, biết ra chưa qua ủng hộ là mừng lắm rồi. Rồi, cảm ơn nha. Rồi, bây giờ thì Trâm cũng cúng xong rồi cả nhà. Nên là mình dịu, dịu nè. À, cúng xong rồi bây giờ thì mình sẽ dọn dẹp xuống xong đó là đón khách nha. Hồi sáng giờ là cũng có nhiều khách vô rồi, đặc biệt là chị chồng mình mở hàng. Rồi vậy thôi đó, giờ nhân viên chưa lên đủ, không biết nói gì hết trơn. Khổ tâm quá. Này, mình cho Trâm gửi lời cảm ơn quý khán giả thời gian qua đã coi bộ phim Tết này có chồng ủng hộ Trâm. Cũng như là quý khách hàng gần xa, có những chị ở bên Mỹ luôn gửi tiền về mua hàng rồi nhờ người nhà lấy. Trâm chưa có cái dịch vụ chuyển đi nước ngoài, cho nên là bây giờ mình phải tìm cái dịch vụ đó để mình chuyển đi nước ngoài cho mấy chị. Tại vì rất là nhiều chị bây giờ là thích sử dụng hàng thiên nhiên á, mà trong những sản phẩm mà Trâm sản xuất là bán rất là cháy hàng luôn, như kem chống nắng nè. Rồi kem chống nắng bên Trâm xài đã lắm và người ta mua rất là nhiều ủng hộ luôn, và bây giờ bắt đầu là Trâm tuyển sĩ luôn rồi. Trâm sẽ tuyển sĩ cho những cái sản phẩm mà Trâm sản xuất
Cho nên là Trâm hy vọng là sắp tới là sẽ tạo điều kiện cho những chị nào muốn kinh doanh, muốn kiếm thêm thu nhập, giống như là những mẹ bỉm sữa này kia, mình ở nhà mình vẫn có thể kiếm thêm thu nhập á, thì sắp tới là Trâm sẽ tuyển sĩ để mà tạo điều kiện cho mấy chị để mà mấy chị kiếm tiền. Cái đó là cái ước nguyện nhỏ nhỏ của mình thôi, chứ Trâm không có phải làm đại lý to lớn gì hết, mà tuyển sĩ để mà những chị nào mà ở nhà kinh doanh muốn kiếm thêm tiền thu nhập đó từ online đó, thì các chị có thể liên hệ em qua trang Hồ Bích Trâm Hao nha. Rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều, và những chị nào muốn mua hàng thì nhắn tin qua trang Hồ Bích Trâm Hao, còn muốn tới cửa hàng thì mọi người có thể tới 170 Thành Công Tân Thành Tân Phú nha. Cảm ơn mọi người.